Trên tay tôi đang cầm chiếc Rolleiflex 35 chụp phim. Đây là chiếc máy cơ hoàn toàn. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bình thường chiếc Rolleiflex này. Khi sử dụng Rolleiflex 35 thì bình thường Rolleiflex 35 là nó thụt cái ống kính xuống để cho nó gọn về mặt. Đây được đánh giá là một trong hai chiếc máy chụp phim 135 được gọi là gọn nhẹ nhất thế giới. Khi chụp thì chúng ta phải kéo cái thấu kính ra và xoay đi một góc, xoay sang phải một chút, đó, thì lúc đó cái ống kính này mới bắt đầu trong trạng thái làm việc. Và ở trên cái ống kính thì chúng ta thấy rằng đây là chiếc ống kính là tiêu cự là 40mm, độ mở tối đa là 3.5 và một chiếc lens fix 43.5. Ở cái vành ngoài của nó đó là cái vành lấy nét. Và ở đây chiếc máy phim này thì chúng ta phải ước lượng khoảng cách và đặt mét. Và để ví dụ ở đây là bắt đầu gần nhất, khoảng cách gần nhất của nó là 0.9 mét. Máy có thể lấy nét chính xác đến 5 mét, 6 mét, và đây là vành vô cùng. Khi mà chúng ta lăn cái bánh xe này chính là chúng ta đang làm công tác lấy nét. Chúng ta có thể tìm những phần da tay của chúng ta có thể cầm ở trên dưới hoặc là ở dưới. Ở cái vòng phía bên tay phải của chúng ta đây, và ở cái mạch ngoài đây, chúng ta thì các bạn có trên là cái vành này chính là cái vành để chỉnh cái khẩu độ của ống kính. Và khi chúng ta lăn về đây đang để 5.6, đây có cái tam giác thì là cái ngưỡng để chúng ta bắt đầu chỉnh đây nữa, xuống 8. Đấy. Mỗi lần này chúng ta chia được có ở đây, nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh có hai cái nấc phụ vào 11, đây là 16, ví dụ như vậy. Thì các bạn lưu ý là khi mở rộng ống kính nhà thì các bạn phải ấn một cái nút ở bên dưới, nếu không nó sẽ khóa. Và chúng ta ấn lên trên và chúng ta lăn nhẹ cái bánh xe này. Ở trên cái vạch trong của nó là chúng ta đặt ISO của phim này có cho phép từ 25 cho đến 1600, là và chúng ta đây có hai cái vành nhỏ hơn, có hai cái chốt để nhô lên để chúng ta có thể bám vào đây. Và ở đây chúng ta có thể dưới đây chúng ta đặt cái ISO của phim, ở đây chúng ta đang đặt cái phim là ISO 100. Đấy. Ở bên này là cái cũng là tiêu chuẩn độ nhạy của phim, như là DIN, và đây có hai cái tiêu chuẩn độ nhạy, một bên là ASA, một bên là DIN. Và đây đang xoay, đây đặt 200, chỉnh lại đang 100. Đó. Ở cái vòng xe bên này thì ở cái vành trên mặt phía trên của nó thì nó cho phép chúng ta có bốn cái chỉ thị để biết là chúng ta đang lắp cái loại phim gì. Ở đây là phim màu âm bản, và đấy, đây cái này phim màu dương bản, và đây là phim đen trắng. Và thế còn kia ở phía mặt trên của nó cho phép chúng ta chỉnh tốc độ chụp. Ở đây thì máy đề cổ cho nên là nó cho phép chúng ta chụp từ tốc độ B, và 2 giây, 4 giây, 6 giây, và cao nhất là chỉ ở 1/500 giây thôi, nhưng mà tôi nghĩ cũng rất là đủ với đi street line ở phố phường. Và mặt trên của nó chúng ta nhìn thấy có một cửa sổ, đây chính là cửa sổ, đây chính là cái đồng hồ đo sáng. Thì là cái kim hệ thống này nó luôn luôn đo sáng. Chúng ta phải đặt khẩu tốc cho làm sao cho hai cái kim màu da cam và kim màu trắng nó trùng vào nhau thì lúc mới gọi là đúng sáng. Và ở phía đáy của nó có một số cái vị trí, ví dụ như đây là cái cần tua phim như là mọi cái máy cơ bình thường. Và đây là cái đồng hồ báo số kiểu của phim. Đây là cái lẫy để chúng ta có thể trượt nó ra, lẫy này an toàn để chúng ta có thể tháo cái lưng máy ảnh ra. Đấy, để đóng vào. Và cái chỗ này là chỗ bắt đèn, khi gà cái chân bắt đèn bình thường. Và phần trên của nó thì đây chính là cái nút chụp. Sau khi chúng ta lên phim thì chúng ta ấn vào đây để chụp. Và cái nút này là cái nút để chúng ta test cái đo sáng, test cái pin. Trước cái đằng sau lưng máy thì đây là cái phần quang học để ngắm. Như thế sẽ ngắm riêng. Ở đây có hai hệ thống ngắm, hệ thống quang để đây để ngắm riêng, và hệ thống chụp đây. Và cái lẫy bên ở đây chính là cái lẫy
an toàn, khi tua phim thì nó chúng ta phải ra sang đây thì mới quay được cái nút này, và khi tua phim thì chúng ta phải làm động tác là gạt cái lẫy này trước, sau đó chúng ta mới tua phim. Thì còn tháo lưng máy thì chúng ta phải gạt cái lẫy này ra, lẫy này là giúp cho chúng ta tháo lưng máy một cách an toàn, và bên trong của nó có những cái nút sau đây, và cái khe này là cái khe chúng ta để cái mô bin của quận phim vào và chúng ta lắp phim. Lắp phim ở đây thì nó cũng giống như lắp các cái phim của máy cơ khác. Việc đầu tiên là các bạn gài cái phim, cái đầu móc phim này vào cái ở đây, sau đó tay chúng ta phải quấn để cho cái phim nó được kéo lên. Các bạn chú ý là khi máy đã kéo được vào hai cái răng đầu tiên ở hai bên đấy, thì các bạn tay bên trái chúng ta vẫn giữ nguyên cái móc để cho nó khỏi bị trôi phim về đấy, tay bên phải các bạn lôi phim và đặt vào buồng phim. Chú ý nếu bị đặt nó phải phẳng, đây nó chưa phẳng thì các bạn có thể kéo tay tiếp một chút đấy, và chú ý tay này vẫn phải giữ. Sau đó chúng ta đậy nắp phim này vào, ta lắp cái này vào. Đấy, chúng ta nhớ đóng chốt an toàn, và tuyệt đối khi mà có phim ở đây thì các bạn không được mở cái này ra. Mở là cái nắp lưng máy sẽ bung ra và phim sẽ bị lộ sáng và sẽ bị hỏng hết. Thế sau khi mà lắp lấy vào thì chúng ta bắt đầu thì các bạn lại quay nhẹ cái này, nhẹ đến hơi cứng một cái chúng ta dừng ngay. Đấy, và khi cú lên phim các bạn chú ý cái này phải quay, nếu không là nó sẽ là hỏng. Và đây, ở ngay cú lên phim đầu tiên mắt các bạn phải nhìn ngay vào cái này. Đấy, tôi quay lưa lên phim các bạn thấy á, cái này nó quay, tức là lúc đó là cái động tác lên phim của bạn mới thành công. Ok, thế còn khi mà chụp xong rồi và thì là chúng ta tháo phim ra, thì việc đầu tiên chúng ta phải gạt cái lẫy này phía bên trên có chữ R có vào mũi tên, và chúng ta mở cái này đây, ta tua lại theo chiều mũi tên, gọi là tua phim. À, khi tua xong chúng ta lại bước tiếp theo lại tháo cái nắp an toàn để rút cái lắp lưng của phim ra. Đây là phần phim. À, ok.